Hello, trong video ngày hôm nay thì Lu sẽ dẫn các bạn đến một nơi thiên đường lắm luôn, đó chính là một siêu thị ăn vặt. Và chỗ mà Lu đang đến là ăn vặt Xu Xoắn, địa chỉ ở đây là 285/21 đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10 ha. Lu đếm sơ sơ thì ở đây có hơn 100 loại đồ ăn vặt khác nhau đến từ các nước. Giá trung bình của các món thì sẽ đổ đồng tầm khoảng từ 20.000 cho đến cỡ 70.000 cho một món. Có những món rẻ hơn nữa thì tầm cỡ 5.000, 7.000, 8.000. Nhưng mà cũng có một số món khá là đắt, tầm khoảng 150-200.000 một món nè. Trời ơi, bước vô tới đây là nhìn cái nào cũng muốn hốt, cho nên là Lu quyết định là hốt hết cái siêu thị thì mới đi về. Cái bịch bánh Doraemon này thì có giá là 120.000, ở bên trong có rất là nhiều bánh nhỏ nhỏ luôn. Nói chung là bạn nào thích ăn vặt thì nhớ ghé ở đây nha, đảm bảo không làm mọi người thất vọng đâu. Ok, bây giờ sẽ là phần đau tim nhất đây, tính tiền. Trời ơi, nhìn cái tay của mọi người kìa, thoăn thoắt. Bill thì dài ơi là dài. Và tổng cộng bill của Lu là 1.750.000 nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video, bye bye. Lu xỉu đây.